đêm tối rực rỡ và không sợ hãi đoạt giải cánh diều vàng. Tại lễ trao giải cánh diều 2021 vừa qua, đêm tối rực rỡ đã đại thắng với 5 giải, trong đó có giải cánh diều vàng phim điện ảnh xuất sắc nhất. Còn tại hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất, bộ phim Không Sợ Hãi Về Covid-19 đã giành được giải cánh diều bạc. Và cả hai bộ phim hiện đang được chiếu độc quyền trên Galaxy Play. Lương Triều Vĩ nhận giải thưởng nhà làm phim châu Á của năm. Lương Triều Vĩ được trao giải nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Xuyên suốt sự kiện năm nay, 6 bộ phim kinh điển làm nên tên tuổi tài tử Hồng Kông cũng được công chiếu. Gồm có Vô Gian Đạo, Xuân Quang Xạ Tiết, Tâm Trạng Khi Yêu, 2046, Đông Thành Tây Tựu và Ám Hoa.